Thưa quý vị và các bạn, sinh con một bề, ông Hoàn từng chịu nhiều áp lực từ quan niệm phải có con trai để nối dõi tông đường. Tuy nhiên giờ ông bố của năm cô con gái xinh đẹp lại hưởng quả ngọt từ cách nuôi dạy con của mình. Theo tìm hiểu, người bố nói trên là ông Nguyễn Đức Hoàn, 68 tuổi, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ông Hoàn từng công tác trong ngành văn hóa, vợ ông là bà Dương Thị Minh, 63 tuổi, là cán bộ ngành thương nghiệp. Hai vợ chồng từng trải qua nỗi đau mất đi đứa con trai đầu lòng. Do đó, khi sinh liên tiếp 5 cô con gái, áp lực tâm lý càng đè nặng. Khi các con gái ra đời, ông chọn đặt tên lần lượt là Thủy, Thanh, Thảo, Tâm Anh, nghĩa là nước trong ngọt lòng anh. Như một lời khẳng định với vợ rằng bản thân không nặng nề việc sinh con trai hay là con gái. Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, 5 chị em đã bàn bạc và thống nhất xây một căn nhà khang trang hơn như một món quà báo hiếu. Căn nhà rộng gần 260 m², thiết kế đẹp. Trước Tết năm 2023 thì căn nhà mới được hoàn thiện. Ngoài việc thiết kế phòng ốc đủ rộng, căn nhà còn có không gian riêng để lưu trữ những kỷ vật gắn với một thời gian khó khăn, vất vả của bố mẹ với tuổi thơ ấm áp của 5 chị em. Dù không tiết lộ tổng số tiền xây các chị em góp lại để xây nhà tặng bố mẹ, nhưng theo tính toán của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tại Nghệ An, thì chi phí xây dựng căn nhà, mua sắm nội thất là vào khoảng 2 tỷ đồng. Tháng 8 vừa qua, thì các cô con gái của ông Hoàn dành tặng bố mẹ thêm một điều bất ngờ khi cùng hẹn về thăm nhà. Lần đầu tiên, gia đình quây quần bên nhau trong ngôi nhà mới. Ông Hoàn chia sẻ, rất bất ngờ khi các con cùng trở về trong căn nhà mới khang trang được xây dựng từ nỗ lực không ngừng nghỉ và tấm lòng của các con. Dù sinh con một bề, nhưng tôi tự hào với những gì các con đã làm được. Con trai hay con gái, nếu người làm cha làm mẹ đủ yêu thương, có cách giáo dục đúng thì đều hái quả ngọt. Lừa đảo trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi. Với người dân vùng nông thôn, hiểu biết và kỹ năng sử dụng công nghệ thấp càng dễ bị dẫn dụ. Vì vậy thì chính quyền, công an và các hội đoàn thể các địa phương đã và đang tích cực vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này. Người phụ nữ này ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên tục nhận được nhiều cuộc gọi qua nhiều số điện thoại xưng là cán bộ thuế, yêu cầu gia đình chị đóng một khoản tiền để mua tài liệu sửa đổi bổ sung thông tin thuế. Rất cảnh giác với các cuộc gọi lạ, nhưng do gia đình mới đăng ký mã số thuế kinh doanh nên chị vẫn tiếp nhận các cuộc gọi và dần nhận ra đối tượng xấu đang tìm cơ hội lừa đảo. Thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng chiêu trò này cũng khiến một bộ phận người dân hoang mang. Bên phòng thanh tra thuế, cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên hệ xuống đấy. Dạ. Đang có chút công việc trao đổi qua bên hộ kinh doanh một vài phút được không ạ? Dạ, cứ trao đổi. Bên cơ quan thuế đợt này đang trực tiếp triển khai xuống là bộ hồ sơ văn bản mới đấy chị. Tài liệu hướng dẫn cho bên hộ kinh doanh thực hiện chính sách thuế đang sửa đổi bổ sung năm 2023 đấy. Bên cơ quan có thu kinh phí in ấn của nhà nước chỉ định chung chị ạ. Đầy đủ bao quát trong một bộ tài liệu là 450.000 đồng đấy chị. Thì cũng nhờ chị để ý điện thoại nhận tài liệu chính sách thuế. Thanh toán cho nhân viên chuyển phát các đồng chí nộp về cho bên cơ quan chị nhé. May có những cái thông tin lên Zalo ấy thì mình mới biết đó là đối tượng lừa đảo được. Chứ không mình nhiều người họ không hiểu là họ sẽ bị dính với cái bọn lừa đảo này. Từ đầu năm 2023 đến nay, công an thị trấn Đất Đỏ đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp đến trình báo có số điện thoại lạ thông báo trúng thưởng, yêu cầu nộp phạt, mua tài liệu phòng cháy chữa cháy. Nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời. Công an thị trấn Đất Đỏ đã giúp người dân vững tâm, không bị dẫn dụ, lợi dụng sập bẫy. Công an thị trấn sẽ có một cái buổi họp giao ban tổ dân cư và sau đó thì sẽ lấy những cái hình ảnh và tôi sẽ sử dụng cái máy chiếu để có minh hình ảnh minh họa những cái vụ nào đó, những con người nào bị như vậy thì người dân người ta nhìn thấy những cái hình ảnh sinh động đó thì người ta sẽ bị đỡ cảnh giác hơn. Thứ hai nữa là gửi lên các cái nhóm Zalo kết nối toàn dân bình yên cuộc sống của thị trấn, hiện nay là có 9 nhóm. Thì đã là 2.500, khoảng hơn 2.500 thành viên tham gia rồi. Công an thị trấn cũng tuyên truyền trên cái nhóm Zalo đó, thì người dân qua đó thì người dân cũng đã xem và cũng đã đọc, cũng đã đỡ được phần nào. Trong bối cảnh khó khăn chung, nhu cầu tìm việc làm tại nhà của người dân khu vực nông thôn tăng cao, nhiều phụ nữ nông thôn càng quan tâm đến thông tin giao việc trên mạng. Vì thế, chính quyền địa phương cũng phải thật sự sát sao để tuyên truyền, hỗ trợ người dân vượt qua những cái bẫy mà các đối tượng lừa đảo đã giăng ra. Hiện nay cái tình hình mà trên các cái thông tin đại chúng có cái giới thiệu việc làm, rồi có tư vấn đi làm thêm, cái thu nhập cao, thì hội phụ nữ ở các cấp cũng tăng cường những cái kiến thức
để cho các chị em nắm bắt thêm, hiểu thêm về cái nhu cầu việc làm, để không có bị các cái thông tin trên mạng, có thể những thông tin không chính thống gây cái ảnh hưởng đến cái cuộc sống cũng như đến cái công việc của các chị em. Bà con nhân dân trên địa bàn huyện cũng lưu ý trong vấn đề sử dụng mạng xã hội phải hết sức là sử dụng các cái trang mạng chính thống, những trang mạng mà phổ biến, tránh vào những trang mạng mà mình chưa rõ nguồn gốc rồi của đối tượng lạ, dễ đi vào các cái vấn đề bị lừa đảo. Đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của chính quyền địa phương, mỗi người dân cũng cần chủ động bảo vệ, trước hết là thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và hệ thống thiết bị công nghệ của chính mình. Cứ 10 thanh niên thì có một người bị thất nghiệp. Đặc biệt là số lao động trẻ có nguy cơ mất việc cao gấp 3 lần so với những lao động lớn tuổi hơn. Tính đến quý 2 năm nay thì tỷ lệ thanh niên thất nghiệp hơn 7,4%, tức là gấp 3 lần tỷ lệ chung của cả nước. Đây là những con số đáng lo ngại trong thời điểm nước ta bước vào cơ cấu dân số vàng với quy mô là 100 triệu dân. Tỷ lệ thất nghiệp cao làm mất đi cơ hội được làm việc của những người trẻ khát khao cống hiến. Với tấm bằng cử nhân ngành luật, anh Phương nộp hồ sơ xin việc tại nhiều doanh nghiệp. Qua phỏng vấn, nhà tuyển dụng yêu cầu anh có kinh nghiệm và các kỹ năng cho công việc. Đây là những rào cản đối với những sinh viên mới ra trường đi tìm việc. Đầu tiên thì vẫn là về kinh nghiệm. Những người tuyển dụng thì họ thường yêu cầu là từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm. Trong khi thì thông thường thì bọn em là thực tập thì cũng chỉ tối đa là 1 năm. Trong bối cảnh chuyển đổi số, tự động hóa, máy móc thay thế con người trong nhiều công đoạn sản xuất, các doanh nghiệp có thay đổi về nhu cầu nhân sự. Lao động giản đơn giảm, đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng và kỹ năng cao hơn. Tiếp cận cái lượng lượt ứng viên mà có cái trình độ chuyên môn cao và phù hợp thì vẫn còn ít. Cái thứ hai nữa là cái lượng lao động tay nghề cao và ổn định ấy, thì với cái tình hình kinh tế khó khăn như này thì họ sẽ xác định là họ bám trụ và gắn bó với doanh nghiệp thì họ ít chuyển đổi công việc hơn. Do vậy để tìm được cái lượng ứng viên có chất lượng tốt thì cũng khó khăn hơn. Cả nước hiện có hơn 10 triệu lao động thanh niên, chiếm hơn 20% lực lượng lao động. Chất lượng nhân lực cũng đang là thách thức lớn hiện nay. Đến hết năm 2022, mới chỉ có 29,3% lao động thanh niên đã qua đào tạo, có bằng cấp chính trị. Thanh niên, nói chung, và người lao động Việt Nam, chúng ta cũng còn đang thiếu một cái rất là cơ bản, đó là ngoài cái được đào tạo nghề rồi, nhưng mà thiếu được cái kỹ năng. Để làm sao mà gì người lao động của Việt Nam đấy, không những là có tay nghề cao, được đào tạo bài bản, nhưng mà đồng thời là cũng phải có những cái kỹ năng về ngoại ngữ, có những cái kỹ năng mềm trong cái ứng xử, rồi cái ý thức tổ chức kỷ luật. Là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng đào tạo trong các trường, đáp ứng được thích nghi đối với sự thay đổi, tôi nghĩ rằng rất là bất lường trong giai đoạn sắp tới. Cái thứ hai là chúng ta phải tích cực đẩy mạnh cái đào tạo lại, đào tạo chuyển nghề, nâng cao kỹ năng nghề cho thanh niên, đặc biệt thanh niên khu vực nông thôn, các thanh niên mà bị rời khỏi cái dây chuyền sản xuất mà đi về quê, cũng như là thanh niên đang còn làm việc trong các doanh nghiệp. Để giải bài toán thất nghiệp với nhóm thanh niên, đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là vấn đề cốt lõi. Điều này cần được thực hiện thông qua cải thiện kỹ năng công nghệ, trình độ tay nghề cho thanh niên.